ra bà Vững quay phim. Bà Vững cây đẹp nhất chợ mà giá thì cũng hợp lý nhất chợ rồi. Chắc cây ai? Này là phải cỡ lên đấy 6-70 năm tuổi. Cây lộc vừng. Cây lộc vừng. Cây lộc vừng rất hiếm. Cây lộc vừng này là dáng, này là dáng lão mai. Lão mai. Đẹp mỹ mãn. 70 năm tuổi. Đấy. Sống ăn mỗi nước lã không. Giá đấy. Tiền hợp lý có 7 triệu rồi. À. Hay quá. Nếu mà đi tất cả mọi nơi chưa thấy được cái cây lộc vừng nào, cái dáng nó đẹp mà nó ăn lâu năm như này mà nó thuần, nó chỉ ăn mỗi một tí nước lã không. Đúng rồi. Mà sống rất đẹp. Đấy, báo giá. Già đến đâu bỏ đỏ vỏ đến đấy. Báo giá rất thú vị. 7 triệu rất thú vị. Sắp tới đây. Đây bonsai để đâu cũng được. Tết này là lộc nó ra đỏ. Đây lộc đây, lộc đây đấy. Đang ra Tết. Được bằng này phún rồi Tết này. Ra là thích lắm. Đấy. Mới về hàng mới, mới lên hôm qua mà xe cẩu 8 tấn. Lên mới lên rất là nhiều. Cái phi lao to mới kia là bao nhiêu tiền cô? Cây phi lao to là bán 12 triệu. 12 triệu. Rồi để đường kính gốc 30. Thấy một số cây mới là hỏi luôn trong tí nữa là quay phim sau. Đấy, một số cây lá cũng đẹp lắm. Đẹp cực kỳ. Giá thành hợp lý. Vẫn là mua nó cũng thấy sướng à. Giá rất dễ chịu mà. Nói chung là sướng nhất chợ Vạn Phúc. Đây này, cây lão này là có 250 này. À, 250. Cây này là cây bonsai linh sam. Nhiều người thích cái này lắm nhưng mà đây có 250 mà thân một đẹp, dáng đẹp. Ờ, đấy, sinh viên biết ra chơi thì hợp lý. Đấy có 250 đẹp. Hoặc là bác nào mà chơi mà không quá gọi là nhiều tiền. Đấy thì hợp lý. Mà đây là để trên các cái ban công nhỏ rất là đẹp. Hoa lại có hoa. Vừa bonsai lại vừa có hoa. Hoa màu tím. Đấy, rất, lá rất nhỏ rất đẹp. Còn cây cần thăng to này là 10 triệu. 10 triệu cần thăng to. Đúng giá không bớt. Đấy, 10 triệu đúng giá nha. Chỉ có ra lộc cho mấy trăm thôi. Đấy, có ra lộc. Có ra lộc vui rồi. Nhiều năm tuổi đẹp. Đấy. Bây giờ để cháu quay kỹ lại cây lộc. Bạn quay kỹ lại cái cây lộc vừng này một tí. Đấy. Đầu tiên là chân bệ tràn chậu luôn này. Đấy, rất là ghê gớm. Già đâu vỏ nước. Đấy, tràn chậu luôn. Đấy. Bộ bệ này bonsai nghệ thuật. Đấy. Đấy. Chị thứ nhất. Rất hợp lý. Lộc vừng đấy, chơi Tết này vui lắm. Chị nó đỏ này ra đúng dịp Tết luôn. Lộc. Thích lắm. Lộc vừng. Đẹp. Trong kia tí nữa có một cây lộc vừng nữa. Đẹp. Tí nữa quay. Hôm nay là chuyên quay lộc vừng. Mặt này cũng đẹp. Mặt này cũng đẹp. Mặt nào cũng chơi được. Đấy. Mặt nào cũng chơi được. Cây lộc vừng rất già. Bonsai. Này cho đi triển lãm được. Đây triển lãm được mà. Ừ. Nay nó có triển lãm ở Bách Thảo. Nhưng mà cây số. Cây. Bữa này cây đã chắc được thế này. Nhiều cây kém. Tôi về chuyến này toàn mua cái này. Rồi. Đấy là cây lộc vừng 7 triệu liên hệ với bà Vững. Bà đọc luôn số điện thoại đây cho người ta. 0947 181 703. Đấy. Là alo luôn. Đấy, trực tiếp. Nếu mà ở gần thì ra mua luôn. Đây cây nguyệt quế này cũng đẹp này. Đây này. À rồi. Quế. Cây quế này làm như một cái dãy núi Tam Sơn. Già đen vỏ đẹp. Tụt rịt. Dạ rồi. Nguyệt quế này làm bao nhiêu tiền đấy? Cây nguyệt quế 8 triệu. 8 triệu cây nguyệt quế. Chơi những cái đồ này thích ấy. Tên của nó hay. Nó chơi này con cái học hành tốt lắm. À đấy nguyệt quế. Đấy, không khách rồi đấy. Cái to quá, cái bé quá. Số cây hôm trước thì có quay được. À đây, đây là cái me con, cái này có vẻ là mới lên. Tí nữa sẽ hỏi giá và đang có khách. Đây là cây xanh ôm bình gốm. Trên 10 triệu. Cây này trên 10 triệu quá. Trên 10 triệu và
không bán ít hơn đấy. Quay về tôi vừa mới lao vào thì thấy cây này mới, tôi hỏi trên cái bình gốm này, chân bệ đó, hàng mới lên đây đấy, cũng khá ổn. Nhưng cái này mà có một đôi thì chơi thì vui, khá ổn. Hôm trước ra có tỉa tót giúp cho bà vẫn số cái cây này các bác. Đây này, tỉa đang tỉa dở thì lại phải bỏ đi đi việc công ty. Đấy. Vẫn còn một góc chưa xong, nhưng mà các bác nhìn thấy lộ cái cốt cây me này khá là ổn đúng không? Đấy, vẫn còn một mảng nữa chưa làm. Bà cũng bận lắm. Bận lắm. Đấy, cái cây me này thì quay lại để các bác xem. Đấy. Mấy ngày hôm nay mới quay lại mà vẫn chưa làm xong cái cây này. Quá nhiều việc, khối lượng cái cây nó về nó dồn dập mà thuê người ấy, nhưng mà cũng không xuể. Nhiều. Không xuể. Không xuể các bạn ạ. Đấy, là hán này các này. Đấy, cây là hán này cũng hay. Cây là hán này đâu đấy có 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu cây này, khá là ổn. Dáng hơi cổ. À đây có một cái cây la hán mà tôi thích đây. Chưa thích lắm nhưng mà thích. Đây, cây này. Nó khá là rụt rịt. Đấy, dáng cổ ấy. Khá là rụt rịt và trên 10 triệu mới bán. Đấy, thì là cây la hán, hai cây la hán mà tôi thích. Có một cây nữa ở ngoài. Nhưng mà cây này thì nó vừa tầm mình chơi thích hơn. Chân bệ này, chân bệ rất ok, nó cao về tầm độ chắc độ mét rưỡi. Đấy, rất đẹp, vết cắt của nó không quá thô, nó được gì và có thể xử lý được đơn giản. Cây cảnh khá là sung xuê, thân bệ rụt rịt ôn. Đấy thì là có cây xanh này mới này, cây xanh này mới và cây si này, si búp hồng này. Mình chưa kịp hỏi giá cây si này, cái này thì hơi to cao so với mình. Đấy, mình chưa kịp hỏi giá. Cây xanh này ôm chậu gốm này thì là hơn 10 triệu. Đấy, ít nhất phải được 10 triệu thì mới ra đi. Đấy. Thế còn ra để quay cái cây phi lao mà 12 triệu. Đây là cái lục vừng 7 triệu. Lục vừng 7 triệu. Được rồi. Quay cái phi lao. Đây là cái gì? Răng tu hú thì à? À không. Hải châu thì à? Không nhìn rõ lắm. Đây, cây phi lao. Đây. 12 triệu đây. Đây cũng rất mỏng này. Chân bệ bệt bề này. Bè lên đây, có phân tử ra khá hợp lý đây. Chân khá nghệ thuật. Đây, bệ dễ khá là bệt. Bệ phi lao này, bệ phi lao khá hay đấy. Lào khá hay. Đấy. Đấy, để đi lao này. Hoa lại không thích hoa. Người ta không thích hoa. Tí nữa sang. Chỉ thích bonsai thôi. Hoa gì bán hoa đi chết. Vui gì. Đấy, cái phi lao. Cái phi lao này rất nghệ thuật nha.
12 triệu, quá hợp lý. Để xem mặt sau này. Ôi, nắng này nắng há mồm. Mùa đông gì này. Hôm qua thì còn rét phun vòi này. Đấy, cái gì làm không ngừng đây, nắng nó chiếu thẳng mặt không ngừng đây. Nắng quá. Nắng quá đi nó. Từ Hải Châu. Từ Hải Châu. Là cái phi lao. Ở đây bên này có cái lục vừng. Bà lại đang dẫn khách đâu rồi? Đang hỏi giá mà lại đang dẫn khách đi đâu rồi? Đây, có cái lục vừng hôm trước nhìn thấy nó cũng nhiều hoa đây. Đấy, cái lục vừng này. Cái lục vừng này. Cái này là bao nhiêu tiền đấy bà chủ ơi? Cây là 6 triệu. Ừ. Rẻ quá nhỉ. 6 triệu bạc. Hoa này buông rất là lão xuống này, cổ lão này. Thân lũa nhá, rất to đấy nhá. Thân lũa rất to nhá. Đấy, còn rẻ hơn cái cây kia, không biết có bao nhiêu không. 6 triệu 6 hay là 16 đây. Đấy, cái lục vừng ra nhiều hoa lão này. Bao nóng đây. Bánh bao này, này. Đấy, cái dòng lá nó dài dài tròn tròn này, này. Lá mỡ mỡ này, là dòng nhiều hoa này. Đấy, hoa này, hoa này bắt đầu đấy. Có khi là Tết vẫn chơi vô tư đấy, vì đang bắt đầu buông. Ai bánh bao nóng đây. Kia là vườn đẹp. Bao nóng đây. Đấy. Bánh bao đây. Ai bánh bao nóng đây. Ui, có cái trùng khế hay quá. Bao nóng đây. Mình đang háo nước này làm như quả đi. Bánh bao đây. Xanh ai cũng hay. Bao nóng đây. Bao nóng đây. Tìm những cây nào hay ho khi lại múc luôn. Bánh bao đây. Ai bao đây. Đó là hán này cũng hay đấy chứ. Hán này hay đấy. Đấy là hán. Là hán này hay đấy. Mới làm tươi tán nhưng mà cây rất là gọn gàng, rất hay. Chuyện này mà làm thay vào cái chậu đi, làm cái an không rồi. Công tượng đứng dưới, quân tử vút dầu. Hay quân công vút dầu đứng trên mỏm đá. Cây này cũng không tệ đâu. Thấy nhá. Chân chiếc, ok. Chân chiếc này thì để đỡ thô thì mình có thể vào nhẹ một chút đá. Vào nhẹ chút đá. Đấy, đỡ thô. Còn là cây tán thì ổn rồi, rất hợp lý. Cây này chắc cũng cỡ khoảng tầm 5 củ. Xẹp xiếp. Cây này chỉ có thể xử lý xuống một chút, không vấn đề gì. Có máy lũa làm lũa xuống một chút nhẹ thôi để cho nó có cái đoạn chuyển ở đây so với cái chi thứ nhất này. Một cây là hán bé nhưng mà rất là có duyên. Rồi, còn rất nhiều là hán đại thụ nữa các bác. Rất là nhiều là hán đại thụ nữa. Đây này giá rất là đúng. Đây này thì tôi biết là có 5 triệu. Vỏ. Đấy. Các bác cứ ở đây. Còn cây này thì nhiều tiền. Bà chỉ bảo là nhiều tiền thôi. Cây này nó to cao quá, không chơi được. Tôi không chơi được rồi, thì các bác chỉ chơi được của tư. Đấy. Cây này là một cây hay này. Cái lá cũng cỡ hay nhất vườn ấy. Rồi các bác nhé, đã đến chợ nên đến nhà bà Vĩnh nhé, không phải cái quảng cáo hộ cái gì đâu nhưng mà tôi rất quý bà. Đấy, chứ còn những chỗ khác thì tôi không miễn bản. Các bác nhé.